Từ giữa năm 1964, tình hình chiến sự tại miền đông Nam phần Việt Nam trở nên sôi động khi địch quân tung thêm các trung đoàn chủ lực vào các tỉnh dọc theo biên giới Việt Nam-Campuchia. Để ngăn chặn sự leo thang của đối phương, từ tháng 10 năm 1964, Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã thành lập Bộ Chỉ huy Biệt khu Phước Bình Thành để chỉ huy các lực lượng Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại ba tỉnh Phước Long, Bình Long, Phước Thành và chỉ huy trưởng là Đại tá Nguyễn Văn Mạnh. Bộ Chỉ huy Biệt khu đặt bản danh tại tỉnh lỵ Phước Thành trong khu vực gần dinh tỉnh trưởng. Lực lượng trường bị của Biệt khu có 3 tiểu đoàn biệt độc quân. Đến hạ tuần tháng 5 năm 1965, do nhu cầu chiến trường và kế hoạch tái bố trí lực lượng, Bộ Quốc phòng ban hành văn thư giải tán biệt khu Phước Bình Thành, đồng thời cho tiến hành việc thành lập sư đoàn thứ 3 của quân đoàn 3 và là sư đoàn bộ binh thứ 10 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sư đoàn tân lập này có danh hiệu là sư đoàn 10 bộ binh. Theo các văn thư của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu, sư đoàn 10 bộ binh chính thức thành lập vào ngày 6 tháng 6 năm 1965. Đến tháng 10, sư đoàn đổi danh hiệu thành sư đoàn 18 bộ binh với 3 trung đoàn cơ hữu gồm trung đoàn 43, trung đoàn 48, trung đoàn 57 bộ binh và các đơn vị yểm trợ thống thuộc. Ngay sau khi thành lập, sư đoàn được phân nhiệm vụ hoạt động tại các tỉnh ở phía đông của vùng 3 chiến thuật gồm Biên Hòa, Long Khánh, Bình Tuy, Phước Tuy. Bộ tư lệnh sư đoàn đặt tại Xuân Lộc, tỉnh lỵ tỉnh Long Khánh. Trong số 3 trung đoàn của sư đoàn 18 bộ binh, có 2 trung đoàn nguyên là trung đoàn cơ hữu của 2 sư đoàn kinh chiến 15 và 16 được thành lập trong giai đoạn từ năm 1955 đến năm 1959. Đó là trung đoàn 43 thuộc sư đoàn kinh chiến 15 và trung đoàn 48 thuộc sư đoàn kinh chiến 16. Cuối năm 1959, theo sự cải tổ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, 10 sư đoàn gồm 4 sư đoàn giả chiến và 4 sư đoàn kinh chiến rút xuống còn 7 sư đoàn và được cải danh thành sư đoàn bộ binh. Theo kế hoạch này, sư đoàn kinh chiến 15 được biến cải thành sư đoàn 23 bộ binh. Sư đoàn 16 kinh chiến và 2 sư đoàn kinh chiến khác được giải tán, quân số được bổ sung cho các sư đoàn còn lại, một số trung đoàn trở thành trung đoàn biệt lập, thống thuộc quyền điều động của các bộ tư lệnh quân khu. Để sư đoàn 10 bộ binh được thành hình nhanh chóng, Bộ Tổng tham mưu đã quyết định điều động một phần lớn sĩ quan thuộc Bộ Chỉ huy Biệt khu Phước Bình Thành vừa giải tán, chuyển sang Bộ Tư lệnh Sư đoàn tân lập để hình thành các bộ phận tham mưu chính yếu. Đại tá Nguyễn Văn Mạnh, Chỉ huy trưởng Biệt khu được bổ sung làm tư lệnh đầu tiên của sư đoàn, Thiếu tá Trần Văn Dĩnh, tham mưu trưởng và một số trưởng phòng của Biệt khu Phước Bình Thành tiếp tục giữ các chức vụ trọng yếu tại Bộ Tư lệnh Sư đoàn 10 bộ binh. Là vị tư lệnh đầu tiên của sư đoàn 10 bộ binh, Trung tướng Nguyễn Văn Mạnh là một sĩ quan giàu kinh nghiệm chiến trường, xuất thân từ trường sĩ quan Việt Nam tại Huế vào năm 1949. Từ năm 1949 đến năm 1963, ông lần lượt giữ các chức vụ chỉ huy từ cấp đại đội, tiểu đoàn đến cấp trung đoàn và bộ tham mưu sư đoàn. Tháng 10 năm 1964, ông được cử giữ chức chỉ huy trưởng Biệt khu Phước Bình Thành. Tháng 4 năm 1965, trong khi đi thực hiện phóng sự chiến trường tại chiến khu D, chúng tôi có dịp tiếp xúc phỏng vấn Đại tá Mạnh, Bộ Chỉ huy Biệt khu Phước Bình Thành, gần Tư Chinh tỉnh trưởng Phước Thành. Ông cho biết, cộng quân đã lập nhiều căn cứ địa để từ đó mở các cuộc tấn công vào các quận của Phước Bình Thành và Bộ Chỉ huy Biệt khu đã liên tục mở các cuộc hành quân tạo thành cộng quân với sự tăng cường của các đơn vị tổng trù bị. 3 tháng sau, chúng tôi lại có dịp phỏng vấn ông tại Bộ Tư lệnh Sư đoàn 10 bộ binh ở Long Khánh. Ghi nhận của chúng tôi là vị tư lệnh này rất cởi mở, bình dân. Một số sĩ quan kể lại một số câu chuyện về ông, một cấp chỉ huy rất thương anh em binh sĩ. Khi nói về thời thanh niên của mình, ông cho biết là đã tốt nghiệp trường canh nông Huế trước năm 1945 và làm việc trong ngành này được vài năm. Sau 4 tháng giữ chức tư lệnh, vào tuần tuần tháng 10 năm 1965, Đại tá Mạnh được cử giữ chức tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh, hoán chuyển chức vụ với chuẩn tướng Lữ Lan. Cuối tháng 10 năm 1965, ông được thăng chuẩn tướng. Tháng 12 năm 1966, được bổ nhiệm giữ chức quyền tư lệnh quân đoàn 4 vùng 4 chiến thuật. Tháng 2 năm 1967, được vinh thăng thiếu tướng và chính thức giữ chức tư lệnh quân đoàn này. Tháng 2 năm 1968, thuyên chuyển về Bộ Tổng tham mưu giữ chức Tổng thanh tra.
tháng 7 năm 1969, được bổ nhiệm giữ chức tham mưu trưởng Liên quân Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Tháng 10 năm 1970, thăng trung tướng. Tháng 4 năm 1974, được cử giữ chức phụ tá tổng tham mưu trưởng, đặc trách Bình Định phát triển. Sau tướng Nguyễn Văn Mạnh, sư đoàn 18 bộ binh được chỉ huy bởi các vị tư lệnh kế tiếp như sau: Chuẩn tướng Lữ Lan từ tháng 10 năm 1965 đến tháng 6 năm 1966, cấp bậc cuối cùng thăng trung tướng vào năm 1970. Chuẩn tướng Đỗ Kế Giai từ tháng 6 năm 1966 đến tháng 8 năm 1969 giữ chức tư lệnh khi còn mang cấp bậc đại tá, thăng chuẩn tướng vào năm 1967, cấp bậc cuối cùng thiếu tướng vào năm 1972. Chuẩn tướng Lâm Quang Thơ từ tháng 8 năm 1969 đến tháng 5 năm 1972, cấp bậc cuối cùng thân thiếu tướng vào giữa năm 1970. Chuẩn tướng Lê Minh Đảo từ tháng 5 năm 1972 đến tháng 4 năm 1975 giữ chức vụ tư lệnh khi còn mang cấp đại tá, thân chuẩn tướng vào đầu tháng 11 năm 1972, được thân thiếu tướng tại mặt trận vào hạ tuần tháng 4 năm 1975, với chiến tích đã chỉ huy sư đoàn 18 bộ binh chặn đứng các cuộc tấn công của địch tại Xuân Lộc. Theo tài liệu của đại tá Phạm Bá Hoa, tham mưu trưởng tổng cục tiếp vận, thì quân đoàn 3 chưa kịp tổ chức lễ gắn cấp hiệu 2 sao cho tướng Đảo. Sau giai đoạn chỉnh trang cần thiết cho một đại đơn vị tân lập, tháng 8 năm 1965, sư đoàn 18 bộ binh đã khởi động cuộc hành quân quy mô để tạo thành cọc quân tại khu vực trách nhiệm, trong đó hai tỉnh Phước Tuy và Long Khánh là những mục tiêu trọng điểm. Trong thượng tuần tháng 11 năm 1965, một tên phân bộ chiến của sư đoàn 18 bộ binh và đơn vị tăng phái đã đánh tan một trung đoàn cọc quân tại phía tây Phước Lễ, tỉnh Phước Tuy. Từ năm 1966 đến năm 1969, lực lượng bộ chiến của sư đoàn 18 bộ binh phối hợp với lực lượng đồng binh đã tổ chức hơn 20 cuộc hành quân quy mô để truy kích cọc quân tại các tỉnh Phước Tuy, Long Khánh, Bình Tuy. Trong hai năm 1970 và 1971, theo kế hoạch điều động lực lượng của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, nhiều đơn vị của sư đoàn 18 bộ binh đã luân phiên tham dự cuộc hành quân ngoại biên tại Campuchia cùng với các thành phần bộ chiến của sư đoàn 5, sư đoàn 25, biệt độc quân quân khu 3 và lực lượng lữ đoàn 3 kỵ binh. Trong cuộc chiến mùa hè năm 1972, trước khi trận chiến tại Lộc Ninh bùng nổ vào ngày 5 tháng 4 năm 1972, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã điều động trung đoàn 52 thuộc sư đoàn 18 bộ binh tăng viện cho chiến trường Bình Long, bảo vệ trục giao thông giữa chi khu Lộc Ninh và thị xã An Lộc. Ngày 11 tháng 7 năm 1972, toàn bộ sư đoàn 18 bộ binh do đại tá Lê Minh Đạo chỉ huy đã nhập trận An Lộc, thay thế cho sư đoàn 5 bộ binh được triệt thoái về Lai Khê để chỉnh trang. Sau hơn 2 tháng cùng với các đơn vị tăng phái tử chiến với 3 sư đoàn chủ lực cộng quân tại tỉnh lỵ Bình Long. Trong những tư lệ cuối cùng của cuộc chiến Việt Nam, sư đoàn 18 bộ binh đã cùng với lực lượng nhà chù, biệt độc quân, lữ đoàn 3 thiết kỵ tử chiến với 5 sư đoàn địch từ ngày 8 tháng 4 đến 20 tháng 4 năm 1975 tại phòng tuyến Long Khánh. Và trên từng chiến hào trách nhiệm, các đơn vị sư đoàn 18 bộ binh đã chặn đứng các đợt tấn công cường tập của địch quân.